Chúng ta xong tiếp với bài số 4. Bài số 4 đề bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào ở trong ô trống sao cho chúng ta có phép tính đúng. Ô trống đầu tiên chúng ta sẽ điền mấy cộng 8 để bằng 5 được nhỉ? À không số nào cộng 8 bằng 5 được cả. Nhưng chúng ta có 7 cộng 8 thì bằng 15. Đúng không? 7 cộng 8 thì bằng 15 thì chúng ta viết 5 nhớ 1. 5 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 3 cộng mấy bằng 4? Đúng rồi. 3 cộng 1 bằng 4. Chúng ta điền số 1. Rồi, 5 này. 5 cộng mấy bằng 1 được? Không, 5 chẳng cộng số nào bằng 1 được cả. Nhưng chúng ta có 5 cộng 6 bằng 11 đúng không? Vậy 5 cộng 6 bằng 11. Viết 1 nhớ 1 này. Ô trống này. Thêm 1 này. Cộng 5 này. Bằng 8 này. Đúng chưa? 5 cộng 6 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. Ô trống thêm 1. Cộng với 5. Bằng 8 và chúng ta coi ô trống cộng 1 đó là cái giá trị tam giác hoặc tròn cũng được tam giác cộng 5 bằng bằng 8 vậy thì tam giác bằng mấy đây à tam giác bằng 3 3 cộng 5 bằng 8 mà vậy thì ô trống cộng 1 bằng 3 vậy ô trống bằng mấy ô trống bằng 2 như vậy chúng ta điền số 2 ở đây tiếp tục nhé mấy cộng 5 bằng 3 được à, chả có số nào mà cộng 5 bằng 3 được nhưng chúng ta sẽ có 8 cộng 5 bằng 13 đúng không 8 cộng 5 bằng 13 viết 3 nhớ 1 ô trống thêm 1 cộng 2 thì bằng 6 vậy thì ô trống cộng 1 này chúng ta được gọi là cái giá trị tam giác cộng 2 bằng 6 vậy thì mấy cộng 2 bằng 6 đây à 4 cộng 2 bằng 6 như vậy thì ô trống cộng 1 bằng 4 vậy thì mấy cộng 1 bằng 4 chúng ta có 3 cộng 1 bằng 4 như vậy trong ô trống chúng ta điền số 3 tiếp tục nhá. 9 cộng mấy bằng 2 được? 9 cộng 3 bằng 12, như vậy chúng ta có 9 cộng 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. Được chưa? 9 cộng 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 1 thêm 1 thì bằng 2, 2 cộng với cái số ô trống ở đây thì bằng 3. Như vậy 2 cộng mấy bằng 3? 2 cộng 1 bằng 3 thôi, vậy chúng ta điền số 1 ở đây.